Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ, lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh ta đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Và họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi và có một đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em tham dự thánh lễ trực tuyến và các con thi nhì rất thân mến, ôn lại lời Chúa ngày hôm qua. Ngày hôm qua khi mà có một người sĩ quan có đứa con đau bệnh đến gặp Đức Giêsu và xin chữa lành, thì Đức Giêsu nói một cái câu mà tất cả chúng ta ghi nhớ. Chúa nói rằng nếu các ông không thấy dấu lạ thì các ông không đến đây đâu. Chúa Giêsu biết rõ rằng chúng ta đến với Chúa chỉ vì phép màu này, phép màu kia. Và chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau, nếu đến với Chúa mà chỉ để được khỏi bệnh này, bệnh kia, được cái này, cái kia, thì xem ra Chúa chưa phải là một đấng tối cao. Chúng ta đến với Chúa phải được chính Chúa là đấng tối cao, là Thiên Chúa của chúng ta, hơn rất nhiều những cái bệnh này, bệnh khác. Đó là ngày hôm qua ha. Rồi ngày hôm qua chúng ta cũng bước vào ngắm thứ 11 thì với ba câu nói của Chúa Giêsu. Câu nói thứ nhất, Chúa Giêsu nói với người trộm lành là: hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Sau đó Đức Giêsu nhìn xuống dưới thấy Đức Mẹ và Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ: đây là con của mẹ. Và nói với tông đồ Gioan: đây là mẹ của anh. Và kể từ giờ đó, tông đồ sau khi Đức Giêsu tử nạn á, chết trên thập giá an táng, thì tông đồ Gioan rước Đức Mẹ về nhà. Đó là ngày hôm qua ha. Rồi đi vào ngày hôm nay. Hôm nay là ngắm thứ 12. Đức Giêsu sau khi đã nói với tên trộm lành, nói với Đức Mẹ, nói với tông đồ Gioan rồi thì hôm nay Chúa Giêsu nói với chính Chúa Cha: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con. Cái câu này cho thấy là tột cùng của đau khổ. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa mà ngài chịu đau khổ như thế. Đối với tất cả chúng ta, khi gặp một chút đau khổ thường thì chúng ta chỉ muốn Chúa cất đi thôi. Có lẽ với câu nói này giúp cho chúng ta biết phải can đảm chịu đau khổ. Chúa mà còn chịu đau khổ thì huống chi chúng ta là thân phận tội lỗi ha. Thế thì khi nghe cái câu này thì quân giữ ở dưới tưởng là Chúa gọi ông Elia hay là cái gì đó, thì họ mới cho Chúa một lấy cái bông gòn nhúng vào giấm chua cho Chúa Chúa đó. Sau đó sau khi nếm thử tí giấm chua rất là cay đắng như vậy thì Chúa Giêsu nói rằng mọi sự đã hoàn tất. Đây là, nếu mà chúng ta để ý với cái cung giọng của ngắm đứng rất là thê lương, rất là cảm động, Chúa Giêsu đã đón nhận cái đau khổ tột cùng của thân phận. Và đây cũng sẽ là một động viên cho tất cả chúng ta, khi gặp gian nan thử thách chúng ta đừng có ngại, xin cho chúng ta can đảm. Đừng có nói: Chúa ơi, cất đi, đừng để con đau khổ. Nếu không trải qua đau khổ, chúng ta không biết Chúa, chúng ta cũng không tôi luyện được đức tin của mình. Rồi, chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Bài tin mừng ngày hôm nay thì là ở đền thờ Jerusalem có một cái hồ nước. Và người ta vẫn cứ tin rằng là nếu mà cái nước khuấy lên á, thì ai bệnh nhân mà chạm vào cái hồ nước này thì được khỏi. Thế thì có một cái anh chàng này, anh đã bị đau liệt 38 năm.
Và anh ta cũng phải thú nhận rằng tôi không thể nào, nếu mà nghe người ta bảo rằng là đến mà đụng vào cái nước này thì khỏi, thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi có thể làm được cái điều này cả. Cho đến khi gặp được Chúa Giê-xu. Thế thì đây cũng là một cái gợi ý cho chúng ta rằng là chỉ mình Chúa Giê-xu mới có thể chữa lành tất cả bệnh tật phần hồn, phần xác nhá. Chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể thôi. Có vợ chồng kia ở trên Sài Gòn lấy nhau 10 năm rồi, đi chữa khắp nơi rồi, thậm chí đi qua cả Singapore để có con. Mỗi một lần thụ tinh như vậy nghe đâu cũng cả tỷ. Thế thì là sau đó thì là anh chị mới tư vấn, gọi điện thoại mới hỏi. Thì con cũng nói với anh chị rằng là phải đến với Chúa. Nếu Chúa không cho thì chẳng có bác sĩ nào làm cho chúng ta có con được hết. Nếu Chúa không cho, nếu Chúa không cho chúng ta gặp thầy, gặp thuốc thì không thể. Đây là ý thứ nhất nhé. Chỉ một mình Đức Giê-xu mới có thể chữa lành được bệnh tật phần hồn, phần xác. Và cụ thể ngày hôm nay anh bị liệt này 38 năm, cho đến khi anh ta gặp được Chúa. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn luôn phải có một cái khao khát gặp Chúa. Gặp Chúa trong thánh lễ, gặp Chúa trong nhà chầu, gặp Chúa nơi những người đau khổ, nơi anh chị em, nơi tất cả những ai chúng ta gặp gỡ. Đây là bài học thứ nhất, phải gặp Chúa. Vì Chúa mới có thể chữa lành được cho chúng ta. Rồi câu thứ hai mà chúng ta ghi nhớ này, sau khi gặp lại cái anh này thì Chúa nói với anh ta rằng là anh đã được khỏi bệnh. Thì anh phải cẩn thận đấy, đừng có phạm tội kẻo lại khốn hơn trước. Đừng có phạm tội kẻo lại khốn hơn trước. Với cái câu nói này cho chúng ta thấy rằng là bệnh tật phần xác đã làm cho chúng ta khổ rồi, nhưng tội lỗi còn làm cho chúng ta khốn đốn hơn rất nhiều.